Bạn có biết các tai họa trong 2 tháng vừa qua, động đất, núi lửa phun, thời tiết cực đoan? Đó là những lời cảnh báo cho toàn thể nhân loại từ giới tinh hoa đến bình dân ở tất cả mọi quốc gia. Những cảnh báo trong 2 tháng vừa qua để giúp nhân loại thức tỉnh không tiếp tục phạm tội nữa, giả dối, tham lam, gom góp của cải và dâm dục là phục vụ cho quỷ. Nhưng nhân loại vẫn gia tăng phạm tội và chiến tranh. Nên trong 6 ngày sắp tới mặt trời sẽ làm điều gì đó khiến cả thế giới sợ hãi. Dần đã tìm thấy bằng chứng về chiều không gian thứ 4, thứ 5. Điều này có nghĩa là có rất nhiều vũ trụ cao hơn cùng tồn tại xung quanh chúng ta. Thiên Chúa là thật, Thiên Chúa là sự thật, có là có, không là không. Thiên Chúa không thích nịnh hót và yếu hèn. Thiên Chúa đang quan sát tất cả những hành động của mọi người. Nếu Thiên Chúa rời đi thì thế giới này sẽ bị hủy diệt bởi điều ác. Nếu những người nắm quyền kiểm soát sẽ chỉ nói sự thật và buông bỏ quyền lực, họ sẽ nhìn thấy những điểm tham quan mà bạn chưa từng thấy trước đây. Tôi mong các bạn thay đổi, không tiếp tục phạm tội nữa. Hãy chiến đấu với cái ác bên trong chính bạn. Các bạn hãy cùng tôi chống lại luật phá thai Roe v. Wade để cứu thế giới khỏi sự hủy diệt khi cái ác tới. Các bạn đều biết đúng và sai. Các bạn cũng biết phá thai là giết trẻ em từ trong bụng mẹ. Chúng ta hãy truyền cảm hứng đời sống mạnh mẽ và có trách nhiệm cho mọi người. Chúng ta cần chống lại sự chuyên chế và cai trị mọi người. Chúng ta chống lại sự áp bức bất công. Chúng ta cần phải chống lại những kẻ đã làm tổn thương và làm tổn thương người dân của họ trong khi bảo vệ nạn ấu dâm, phá thai, kinh doanh tình dục, dâm dục. Sự sống không dành cho tất cả. Một món quà chỉ dành cho người xứng đáng. Chia sẻ cho mọi người nhé. Xin cảm ơn. Các bạn chỉ nên tôn thờ và tôn vinh một đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo là Cosmic tạo nên các bạn và tất cả mọi sự. Cosmic chỉ có một đấng sáng tạo duy nhất. Bạn hãy cầu xin đấng sáng tạo tha thứ những lỗi lầm mà bạn đã làm chống lại thánh ý của đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo không từ bỏ ai quay trở về với đấng sáng tạo. Những lời cầu nguyện của tôi dành cho những người đang bị bọn buôn người hãm hiếp, bắt bớ, tra tấn. Những người đang phải đối mặt với số phận nghiệt ngã, những người mà không một phương tiện truyền thông nào nói tới. Tôi cũng xin cầu nguyện cho những đứa trẻ đang bị hành hạ trong bụng mẹ. Những người nghĩ rằng đứa con của họ là một con vật ngay từ khi chúng còn trong bụng mẹ, họ muốn tiêu diệt nó. Thank you.